Xin chào quý khán giả đã đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, theo kế hoạch thì vào ngày 3 tháng 4 tới, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Washington để đàm phán thương mại với các quan chức Mỹ. Vòng đàm phán này diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán tại Bắc Kinh có sự tham dự của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin có sự một số tiến triển. Như vậy là đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong thời gian tới. Và chung dòng thời sự này, chúng tôi đã mời đến tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đến phim trường để cùng nghe ông phân tích những diễn biến mới nhất cũng như là tác động của cuộc chiến thương mại đối với hai nước. Và đầu tiên là xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thành Trung đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Trà My và xin chào khán giả. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, thưa quý khán giả, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được đánh giá là tác động khá nhiều tới kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc năm nay trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm sút. Theo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, thì thực tế nền kinh tế cho thấy Trung Quốc cần thỏa thuận thương mại hơn là Mỹ. Là một doanh nhân và luôn tự nhận mình là một deal maker, tạm dịch là người làm nên thỏa thuận, Tổng thống Mỹ cho rằng việc áp các mức thuế quan lên những đối tác thương mại lớn của Mỹ sẽ giúp ông tạo được ảnh hưởng trên bàn đàm phán và khiến đối phương phải tuân theo cách chơi mà ông muốn. Dựa trên các dấu hiệu từ các cố vấn kinh tế của ông Trump từ đầu năm nay, giới phân tích tin rằng một thỏa thuận với thương mại với Trung Quốc sắp được đưa ra. Tuy nhiên, những điểm căn bản của thỏa thuận này vẫn đang gây tranh cãi gay gắt với sự chia rẽ giữa các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump. Trong khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và trưởng cố vấn Hội đồng Kinh tế Kevin Hassett ủng hộ việc nhanh chóng thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để duy trì thị trường chứng khoán tăng điểm cũng như kinh tế ổn định. Thì cố vấn chính của ông Trump trong vấn đề này, đại diện thương mại Robert Lighthizer lại đề xuất Tổng thống nên kiên nhẫn. Ông Lighthizer tin rằng Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại tốt hơn và toàn diện hơn với Trung Quốc so với bản thỏa thuận đang đặt trên bàn đàm phán hiện nay. Theo ông Lighthizer, thời gian đang thuộc về ông Trump. Trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì tương đối mạnh, thì những dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Trung Quốc đang suy giảm. Thông điệp của đại diện thương mại Mỹ gửi tới ông Trump rất rõ ràng, đó là ông Tập Cận Bình dưới sức ép kinh tế chính trị trong nước sẽ cần thỏa thuận này hơn ông Donald Trump. Theo một số quan chức Mỹ, vì cần hơn nên Trung Quốc đã đưa ra một số đề xuất chưa từng có tiền lệ trong các cuộc đàm phán với Mỹ về một loạt các vấn đề. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế lên 250 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc năm ngoái trong một động thái nhằm buộc Trung Quốc phải thay đổi cách làm ăn với phần còn lại của thế giới và có những điều chỉnh để nền kinh tế nước này cởi mở hơn với các công ty Mỹ. Các đòi hỏi của Tổng thống Trump đều hướng tới việc khiến Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ và ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất bao gồm cả vấn đề chuyển giao công nghệ trong các cuộc đàm phán tính đến trước ngày 28 tháng 3 và đàm phán nhờ vậy có những tiến triển nhất định. Một quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ nhận định, nếu nhìn vào các nội dung cách đây một tháng so với hiện nay, có thể thấy chúng tôi đã đạt được những bước tiến trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc cũng đã không thể đạt được thỏa thuận khi họ gặp nhau tại Bắc Kinh trong tuần này. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và các quan chức khác. Sau cuộc hội đàm, ông Mnuchin đã đăng một thông điệp trên Twitter với nội dung: Đại diện thương mại Mỹ và tôi đã kết thúc các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Bắc Kinh. Tôi mong được chào đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để tiếp tục các cuộc thảo luận quan trọng này tại Washington vào tuần tới. Trung Quốc muốn Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ thuế quan trừng phạt đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc một khi họ đạt được thỏa thuận. Nhưng Mỹ đang thực hiện thận trọng, nói rằng trước tiên cần phải có sự đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ thỏa thuận. Phát biểu sau vòng đàm phán mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt, nhưng cảnh báo rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài một thỏa thuận tuyệt vời. Ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida. Đó là một cuộc đàm phán rất toàn diện, rất chi tiết về các vấn đề mà chúng ta đã gặp phải với Trung Quốc trong những năm qua, và nó sẽ phải là một thỏa thuận tuyệt vời. Nếu nó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, chúng ta không thể chấp nhận. Như vậy, Tổng thống Mỹ cho thấy ông đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh trong tương lai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng hiện tại không có chuyển vọng cho một cuộc gặp như vậy.
Sự chú ý bây giờ tập trung vào việc hai bên sẽ có thể giải quyết sự khác biệt của họ khi họ gặp nhau vào tuần tới. Thưa ông, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang nghiên cứu những điểm cuối cùng của một thỏa thuận thương mại. Vậy thì theo ông những điểm đó là gì ạ? Thì hiện tại thì chúng ta đã biết là cái tuần vừa qua thì là Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steve Mnuchin và ông đại diện thương mại Mỹ là Robert Lighthizer đã ở Bắc Kinh để thỏa thuận về những cái điểm cuối. Thì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ biết là họ đã thông báo rằng là họ đang thỏa thuận về những cái từ ngữ trong cái bản thỏa thuận cuối cùng, và chúng ta hy vọng là tuần sau khi mà họ gặp nhau ở Mỹ thì chúng ta sẽ biết những điểm rõ hơn trong cái những cái thỏa thuận của họ. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong những cái gần phiên đàm phán mà gần đây nhất thì là Mỹ đã có nhiều cái gọi là có những cái nhiều hành động mà Trung Quốc buộc Trung Quốc phải nhượng bộ đối với Mỹ trong cái việc chiến tranh thương mại, là chắc giống như là cái việc mà Mỹ cáo buộc Trung Quốc về gọi là cưỡng ép các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ, hay là Mỹ cáo buộc Trung Quốc về các cái vụ gọi là ăn cắp sở hữu trí tuệ, thì là Trung Quốc đã có những cái bước tiến là đã để giảm bớt cái sự e ngại của Mỹ về các cái vấn đề đó. Và chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung này nó không chỉ tập trung vào cái vấn đề gọi là hiện tại là Mỹ đang bị thâm hụt mậu dịch đối với Trung Quốc, mà nó còn tất cả những cái vấn đề khác mà Tổng thống Trump đã nêu ra đối với phía Trung Quốc, mà bắt buộc là Trung Quốc phải thực hiện những cái cam kết đó, mà chủ yếu đó là về cái gọi là thương mại không công bằng, hay là thương mại không bình đẳng, và cáo buộc là Trung Quốc có những cái hành động gian lận thương mại. Vâng, được biết là trong tháng này thì Lưỡng hội Trung Quốc đã họp và đưa ra một số quyết định quan trọng. Vậy thì cuộc chiến thương mại này có tác động gì tới cuộc họp này không ạ? Chúng ta hãy thấy là cái tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung lên cái cuộc họp này là rất lớn. Thì trong cái bản báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước Quốc hội Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy rằng là ông đã đề cập tới cái từ nguy cơ tới 24 lần trong cái bản báo cáo của mình. Và khi mà ông đề ra gọi là tăng trưởng cho năm 2019, thì ông đề ra một cái khoảng tăng trưởng cho Trung Quốc trong năm 2019 là từ 6.0 cho đến 6.5%. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc là chúng ta thấy là chính phủ Trung Quốc không đưa ra một cái con số chính xác cụ thể cho một cái mục tiêu tăng trưởng, mà đưa ra một khoảng tăng trưởng dao động trong 0.5%, thì chứng tỏ rằng là chính quyền Trung Quốc họ vẫn chưa dám chắc được là kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng như thế nào, bởi vì họ vẫn còn bất định với cái kết quả của cái gọi là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, và liệu Mỹ có những đưa ra những cái ràng buộc khác, hay là có muốn kéo dài cái việc chiến tranh thương mại này hay không. Ngoài ra chúng ta cũng thấy là ông Lý Khắc Cường không đề cập tới một cái số cái kế hoạch mà Trung Quốc đã có tham vọng trong thời gian qua, giống như là kế hoạch gọi là Made in China 2025, thì ông không đề cập trong cái bản báo cáo trước lưỡng hội kỳ này, trong khi chúng ta thấy là trong 3 năm trước là năm 2016, 2017 và 2018 ông đều đề cập hết. Thì đó là mình trong một số cái những cái điểm chính mà chúng ta có thể thấy trong cái báo cáo trước lưỡng hội của ông Lý Khắc Cường. Vâng, một điểm đáng chú ý trong cuộc họp và Quốc hội Trung Quốc là các đại biểu đã thông qua bản thảo luật đầu tư kinh doanh mới. Động thái này có phải chỉ để làm hài lòng phía Mỹ không ạ? Tôi nghĩ thì cái việc này nó mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng mà cái điều chúng ta không thể tránh khỏi là chúng ta phải công nhận rằng đó là để Trung Quốc giảm bớt sức ép từ Mỹ, và Trung Quốc là thừa nhận rằng là Trung Quốc có nhiều tiến bộ trong cái việc là tiếp nhận những cái gọi là trong khi mà đàm phán đối với phía Mỹ. Và bởi vì chúng ta biết rằng trong cái điều khoản, có một điều khoản trong cái dự thảo về luật đầu tư nước ngoài, đó là cái việc cấm các cái công ty Trung Quốc, ép buộc các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ khi họ muốn đầu tư tại Trung Quốc. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá khứ khi mà công ty Mỹ Boeing muốn bán máy bay cho các công ty Trung Quốc thì Boeing phải xây dựng nhà máy tại Trung Quốc và chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay cho Trung Quốc. Thì với cái dự thảo luật đầu tư nước ngoài mới thì là Trung Quốc sẽ không còn như vậy nữa. Các công ty Trung Quốc không thể áp dụng cách đó, và cũng như là tạo ra một cái sân chơi bình đẳng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư vào Trung Quốc. Thì cái này nó cũng sẽ nhằm để cho tạo ra một cái sức đẩy mới cho khi mà cái nền kinh tế Trung Quốc suy giảm trong những cái năm sắp tới. Thì nó không chỉ nhằm để cho thương mại Mỹ-Trung, mà nó còn nhằm để tạo một cái sức bật mới cho
cho cái nền kinh tế Trung Quốc, bởi vì chúng ta biết rằng là có nhiều công ty nước ngoài họ lo sợ với cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung và họ dời cái những cái dự án đầu tư của họ tại Trung Quốc, hoặc là họ chuyển cái những cái xí nghiệp của họ tại Trung Quốc sang các quốc gia khác. À, vâng, vậy thì ông nhận định như thế nào về triển vọng của thỏa thuận thương mại Mỹ Trung ạ? Thì theo tôi thì là cái thương mại Mỹ Trung này nó sẽ gây tác hại không chỉ đối với hai quốc gia Trung Quốc và Mỹ, là coi như là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà nó còn ảnh hưởng tới các quốc gia khác trong khu vực. Bởi vì trong quan hệ quốc tế là chúng ta đều biết rằng là người ta hay nói là nếu mà Mỹ và Trung Quốc thì hắt xì hơi thì cả thế giới đều cảm cúm. Thì chính vì vậy rằng là tôi nghĩ rằng là hai quốc gia này họ sẽ phải đưa ra một cái gọi là cái bản thỏa thuận cuối cùng về cái thương mại Mỹ Trung. Và tôi cái điều quan trọng hiện nay là Trung Quốc sẽ phải chấp nhận là họ lùi bước tới mức nào. Thì cái điều đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta đang theo dõi, bởi vì chúng ta biết ông Tổng thống Mỹ Trump là ông là một nhà kinh doanh và ông có nhiều cái gọi là chiêu trò trong cái việc mà thương lượng với phía Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi xin được bàn sâu hơn về báo cáo chính sách của chính phủ Trung Quốc. Ông thấy bản báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày trước Quốc hội có điều gì đặc biệt ạ? Theo tôi thì cái điều đặc biệt đầu tiên đó là chính phủ Trung Quốc hiện tại họ vẫn còn không chắc chắn về cái tương lai kinh tế của Trung Quốc sắp tới. Đó là lý do tại sao mà trong cái bản báo cáo của mình thì Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra cái dự đoán cho cái việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2019 là từ 6.0 cho đến 6.5%. Có nghĩa là đây là lần đầu tiên mà chính quyền Trung Quốc đưa ra một cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế và với một cái khoản gọi là dự đoán tăng trưởng như vậy, thay vì là các một số con số cụ thể như các năm trước. Thì điều đó là chứng tỏ là họ vẫn còn không chắc chắn về cái tương lai bất định của nền kinh tế Trung Quốc. Đó là lý do tại sao mà tôi thấy rằng là trong cái bản báo cáo của mình thì ông Lý Khắc Cường cũng đề cập tới cái từ nguy cơ 24 lần. Và cái điều đó chứng tỏ là chính quyền Trung Quốc luôn muốn nhắc nhở rằng là chính quyền đang hết sức là lo ngại với cái những diễn biến sắp tới, đặc biệt là những cái kết quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, và họ không chắc chắn là cái kết quả sẽ như thế nào và cái điều đó nó sẽ tác động tới nền kinh tế Trung Quốc như thế nào. Đó là cũng là lý do tại sao mà trong bản báo cáo của mình thì ông Lý Khắc Cường cũng nói rằng là chính quyền Trung Quốc đã cắt giảm cái gọi là thuế VAT cho các công ty sản xuất và cũng như là các công ty gọi là về hậu cần, về vận chuyển, và cái điều này nó cũng sẽ giúp các công ty này gọi là tiết kiệm chi phí, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng sẽ làm giảm cái nguồn thu ngân sách cho chính quyền Trung Quốc và nó làm tăng cái gọi là thâm hụt ngân sách của Trung Quốc trong năm 2019 lên 2.8%. Nhưng mà theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, điều này là cần thiết bởi vì nó sẽ giúp cái nền kinh tế Trung Quốc có một cái động lực mới để phát triển. Bởi vì là hiện tại là Trung Quốc sẽ, với cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung, họ sẽ không thể nào dựa vào xuất khẩu để như là một trong những cái gọi là bệ đỡ cho việc tăng trưởng kinh tế của họ, và họ cần phải dựa vào cái gọi là tiêu dùng ở trong nước để một trong những cái để thúc đẩy cái gọi là tăng trưởng GDP. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được một cái điểm nữa, đó là trong cái bản báo cáo của mình thì ông Lý Khắc Cường không đề cập tới cái kế hoạch Made in China 2025. Và cái kế hoạch này ra đời vào năm 2015 và trong các cái gọi là kỳ họp lưỡng hội trước đó vào trước năm 2019 như 2016, 2017, 2018 thì ông Lý Khắc Cường đều đề cập trước Quốc hội, nhưng mà kỳ này thì chúng ta thấy ông không đề cập. Cái điểm khác trong cái bản báo cáo mà tôi thấy cũng cần chú ý đó là việc Trung Quốc tăng chi phí cho quốc phòng khoảng 8% lên tới khoảng gần 180 tỷ đô trong năm 2019. Và theo ông Lý nói thì đó là nhằm trong hai mục tiêu chính. Một là hiện đại hóa quân đội, hai là tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Nhưng mà ngoài ra thì ông Lý cũng đề cập rằng là cái mục tiêu của quân đội Trung Quốc đó là không những là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc mà còn nhằm để bảo vệ lợi ích phát triển của Trung Quốc. Thì đây tôi nghĩ đó là một trong những cái điểm chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì cái lợi ích phát triển của Trung Quốc là nó một trong những cái khái niệm mơ hồ và nó có nội hàm rất rộng. Khi mà quân đội Trung Quốc cũng được nhằm dùng để bảo vệ lợi ích phát triển của Trung Quốc trong tương lai, thì trong khi và Trung Quốc hiện tại là họ có mâu thuẫn
xung mâu thuẫn với một số cái quốc gia trong khu vực về những cái lợi ích phát triển. Chính vì vậy là trong có thể là dẫn tới một số cái xung đột trong trong tương lai, khi mà trong bản báo cáo của ông Lý ông đề cập cái vấn đề đó. Điểm thứ ba ở trong cái bản báo cáo của ông Lý Khắc Cường mà tôi thấy chú ý đó là chính quyền Trung Quốc là bắt đầu cắt giảm cái thuế VAT cho các công ty sản xuất. Thì có nghĩa là cái mục tiêu là mặc dù là cái việc cắt giảm thuế này nó sẽ cũng làm cắt giảm cái nguồn thu của chính phủ Trung Quốc và tăng cái gọi là thâm hụt ngân sách cho chính phủ Trung Quốc, nhưng mà theo ông Lý Khắc Cường là cái điều này cần thiết bởi vì ông muốn thúc đẩy cái việc là các công ty muốn hỗ trợ các công ty để họ thúc đẩy sản xuất nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy nữa là có nghĩa là chi tiêu cho ngân sách quốc phòng trong năm 2019 cũng tăng so với năm 2018 là khoảng gần 8%. Thì đó, có nghĩa là và tập trung vô hai mục tiêu chính, đó là mục tiêu tăng cường hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Thì đó là một trong những cái mục tiêu chính, những cái điểm chính ở trong cái bản báo cáo của ông Lý Khắc Cường mà tôi thấy là chúng ta có thể lưu ý. Vâng, tiến sĩ vừa đề cập thì kế hoạch Made in China 2025 đã bị phớt lờ trong cuộc họp kỳ này. Vậy thì liệu là cái kế hoạch này có bị phớt lờ mãi mãi không ạ? Theo tôi thì không. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc họ luôn có một cái kế hoạch lâu dài. Có thể là hiện tại là họ không muốn khuếch trương quá đáng kế hoạch đó bởi vì họ sợ sự bị xăm soi của các quốc gia phương Tây và sẽ làm cho cái kế hoạch của họ không thành công. Bởi vì là cái kế hoạch này nó là một trong những cái kế hoạch mà phương Tây hiện tại chúng ta thấy là họ đang cực kỳ lo ngại đối với sự chiếm lĩnh của Trung Quốc trong các cái ngành công nghệ chủ chốt, công nghệ cao, về trí tuệ nhân tạo, về viễn thông. Và bởi vì cái mục tiêu, cái kế hoạch Made in China 2025 nó ra đời vào năm 2015 để nhằm mục đích là biến Trung Quốc trở thành lãnh đạo thế giới về các công nghệ chủ chốt trên thế giới. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là công ty Trung Quốc bắt đầu sát nhập hay là mua bán các công ty phương Tây mà nắm giữ những cái công nghệ chủ chốt. Và nó tạo ra một cái làn sóng phương Tây, các quốc gia phương Tây hiện nay họ muốn tạo ra một cái mặt trận thống nhất để ngăn cấm các cái công ty Trung Quốc nắm giữ các cái ngành công nghệ chủ chốt ở phương Tây. Thí dụ giống như là ta biết gần đây đó là công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc đã bị cấm ở một số quốc gia phương Tây bởi vì là Mỹ cho rằng là các quốc gia đó, công ty Huawei là công ty có cấu kết với chính phủ là mối đe dọa an ninh đối với các quốc gia phương Tây. Nếu mà cái công ty Huawei này là nhà thầu cung cấp các thiết bị cho cái mạng 5G sắp triển khai ở các quốc gia phương Tây. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là hiện tại họ chỉ tạm lưu xuống, có nghĩa là không đề cập quá nhiều trên truyền thông. Nhưng mà trên thực tế thì họ vẫn triển khai cái kế hoạch Made in China 2025. Bởi vì theo cái quan điểm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì Trung Quốc không thể nào trở thành một nước lãnh đạo thế giới nếu mà không làm chủ các ngành công nghệ chủ chốt của thế giới. Giống như là chẳng hạn như là công nghệ chế tạo chip hay là các ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo hay là về viễn thông. Chúng ta biết rằng trong bản báo cáo của ông Lý Khắc Cường thì ông không đề cập tới kế hoạch Made in China 2025. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái dự toán của Quốc hội cho cái nghiên cứu khoa học công nghệ trong năm 2019 thì chúng ta hãy thấy là cái dự toán nó lại tăng. Nó tăng tới 14% so với năm ngoái. Có nghĩa là trên thực tế, trên danh nghĩa thì là chính phủ Trung Quốc không đề cập tới kế hoạch Made in China 2025. Nhưng mà trên thực tế thì họ lại chi tiền nhiều hơn cho cái việc mà phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc để Trung Quốc trở thành cái nhà lãnh đạo về công nghệ thế giới trong những năm sắp tới. Và cái mục tiêu của họ là năm 2050 là Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Thành Trung. Thưa tiến sĩ cũng như là thưa quý khán giả, đối với Trung Quốc thì Huawei là một niềm tự hào dân tộc, như đối với Mỹ và các nước phương Tây thì đây là một công cụ, được cho là một công cụ gián điệp của Trung Quốc ạ. Mỹ coi Huawei là mối đe dọa an ninh và Washington tìm cách gây áp lực cho các đồng minh ở châu Âu và châu Á, cấm các sản phẩm của Huawei và công ty này đang tìm cách chống lại điều đó. Huawei kiện chính phủ Mỹ vì không cho phép nhân viên của mình sử dụng thiết bị Huawei và ở Canada, công ty đang chống lại việc dẫn độ một trong những giám đốc hàng đầu của mình tới Mỹ.
giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Đặt trụ sở ở Thâm Quyến, thành công của Huawei rõ ràng chỉ là một phần của khu phức hợp rộng lớn trong khu kinh tế đặc biệt này. Cái tên Huawei có nghĩa đen là những thành tựu của Trung Quốc. Nhưng chính quyền của ông Donald Trump nói rằng những thành tựu đó đạt được một phần nhờ gian lận và ăn cắp hơn là đổi mới. Huawei đã bác cáo buộc của Mỹ. Công ty đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin rằng Huawei đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ liên quan đến lệnh hạn chế nhân viên chính phủ liên bang sử dụng thiết bị của mình. Ông Guo Ping, chủ tịch luân phiên của Huawei khẳng định, Mỹ đã nhiều lần thất bại trong việc đưa ra bằng chứng chính đáng để hạn chế các sản phẩm của Huawei. Chúng tôi buộc phải thực hiện hành động pháp lý như một giải pháp phù hợp cuối cùng. Ông Guo Ping cũng khẳng định Huawei không phải là công cụ của chính phủ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc chính phủ Mỹ đã tấn công các máy chủ đánh cắp email và mã nguồn của Huawei. Giống như các nhà lãnh đạo Trung Quốc, các quan chức hàng đầu của Huawei hiếm khi họp báo quốc tế, nhưng việc bắt giữ giám đốc tài chính của công ty ở Canada, nơi bà đang nỗ lực để không bị dẫn độ sang Mỹ, đã thay đổi tất cả và công ty đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý trong khi sử dụng công cụ truyền thông quốc tế. Vâng, thưa ông, câu chuyện Huawei bị tẩy chay ở nhiều nước có đơn thuần chỉ là vấn đề an ninh mạng không ạ? Tôi nghĩ nó là nó nhiều hơn là cái vấn đề an ninh mạng. Thì chúng ta biết rằng là như báo chí cũng truyền thông phương Tây cũng nói là Huawei công ty đó là nó có cấu kết hay là có sự liên kết theo sự cáo buộc của các truyền thông phương Tây hay là các quốc gia phương Tây là có sự cấu kết với chính quyền Trung Quốc, và họ sợ rằng là khi nếu mà Huawei đó là các nhà thầu cung cấp các thiết bị viễn thông 5G cho các quốc gia phương Tây thì cái nghĩa là việc với bảo mật an ninh của các quốc gia phương Tây sẽ không còn nữa. Nhưng mà nó còn một cái vấn đề khác nữa, đó là khi mà các công ty Trung Quốc họ làm ăn, Huawei là một trong số đó, khi mà làm ăn các quốc gia phương Tây thì các quốc gia phương Tây lại lo sợ về cái cách thức làm ăn của họ, có nghĩa là họ có thể là không minh bạch khi mà trong các dự án đấu thầu họ có thể sử dụng các biện pháp gọi là sân sâu hay là hối lộ. Thì đó là một cái, và chính vì vậy là nó tạo ra cái cạnh tranh đấu thầu không công bằng, và chính vì vậy là các quốc gia phương Tây cực kỳ lo ngại về cái chuyện đó. Và điều đó nó cũng dẫn tới một cái vấn đề nữa, đó là khi mà một số quốc gia phương Tây họ chấp nhận sử dụng các thiết bị của Huawei, và nó tạo ra một cái sự gọi là không đoàn kết giữa các quốc gia phương Tây trong việc nhìn nhận về các giá trị kinh doanh như thế nào. Bởi vì khi mà anh đã một chấp nhận một công ty không có nhiều uy tín về cái gọi là khi làm ăn kinh doanh vào một cái quốc gia phương Tây là một thành viên trong cái khối Liên minh châu Âu, thì anh cũng có sẽ tạo ra cái sự không đoàn kết trong các quốc gia châu Âu cùng nhìn nhận về một vấn đề. Và chính vì vậy là các quốc gia trong Liên minh châu Âu cũng như là Mỹ là lo sợ về cái sự rạn nứt trong cái việc nhìn nhận về vấn đề giữa các quốc gia phương Tây với nhau khi mà họ có làm ăn kinh doanh với Trung Quốc, và công ty Huawei là một trường hợp trong đó. Thưa ông, thì Trung Quốc vào tháng trước đã bị Ủy ban châu Âu EC gọi là đối thủ cạnh tranh kinh tế. Thì theo ông thì tại sao EC lại làm như vậy ạ? Liên minh châu Âu và Ủy ban kinh tế châu Âu thì họ cho rằng là Trung Quốc là, họ gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh kinh tế và cũng là đối thủ về hệ thống. Họ cho rằng là hiện tại là Trung Quốc, bởi vì đối với Liên minh châu Âu là gọi là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc, nhưng mà hiện tại là Trung Quốc vẫn còn nhiều chính sách cản trở hàng hóa của châu Âu xuất khẩu vào Trung Quốc, và họ cho rằng là Trung Quốc vẫn còn gọi là trợ cấp cho cái nhiều công ty trong nước, và điều này nó vi phạm gọi là cái quy định về cải cách của Tổ chức Thương mại Thế giới mà Trung Quốc là một thành viên. Và chính vì vậy là Liên minh châu Âu cho rằng là các hành vi của chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ giá hay là tạo ra một số rào cản thương mại cho cái việc hàng hóa của Liên minh châu Âu xuất khẩu vào Trung Quốc, tạo ra một cái gọi là cạnh tranh không công bằng. Và cái điều đó là họ cho rằng là Trung Quốc phải cần cải cách nhiều hơn và mở rộng thị trường nhiều hơn đối với các công ty của châu Âu khi đầu tư vào Trung Quốc cũng như là xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc. Và ngoài ra nó cũng giống như là cái vấn đề mình nói trước đó, đó là cái việc mà khi mà các công ty Trung Quốc làm ăn với ở Liên minh châu Âu thì họ sẽ tạo ra một cái gọi là cái thể thức kinh doanh không công bằng hay là không minh bạch, và nó điều đó nó sẽ tạo ra cái sự lo ngại đối với các quốc gia trong Liên minh châu Âu khi mà làm ăn với Trung Quốc, và có thể tạo ra một cái thay đổi về mặt hệ thống và gây ra một cái sự lo ngại về mặt tương lai lâu dài.
Vâng, vậy thì liệu Trung Quốc có điều chỉnh các hàng rào thương mại để cải thiện hình ảnh của mình trước châu Âu không ạ? Thì theo quan sát của tôi trong cái thời gian vừa qua, thì tôi nghĩ là Trung Quốc họ sẽ không sẵn lòng thay đổi nếu mà họ không có bị một sức ép mạnh hơn từ Liên minh châu Âu. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này về Liên minh châu Âu, đây là bản báo cáo của Liên minh châu Âu, thì tôi nghĩ rằng là Liên minh châu Âu họ cần phải có nhiều cái biện pháp cụ thể và rõ ràng hơn để có thể là khiến cho Trung Quốc gọi là thay đổi những cái chính sách rào cản thương mại của họ trong thời gian sắp tới. Còn nếu không thì tôi e ngại rằng là Trung Quốc sẽ thay đổi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Thành Trung. Thưa quý vị, câu chuyện thương mại Mỹ-Trung sẽ là một câu chuyện dài, bởi vì ngay cả khi thỏa thuận đạt được thì việc thực thi thỏa thuận cũng là không hề dễ dàng, bởi mỗi bên chắc chắn sẽ có những tính toán để cho thiệt hại của nước mình là ít nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ cùng chia sẻ tới quý vị khán giả câu chuyện này. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.